khán giả đang quay trở lại với phần 2 chương trình tin tức tổng hợp buổi trưa cùng với đài trình IBC TV, bản tin từ Hoa Kỳ. NYPD cho biết không có mối đe dọa đáng tin cậy nào đối với Đại hội đồng Liên Hiệp Quốc trước cuộc họp của các nhà lãnh đạo thế giới. Ủy viên cảnh sát thành phố New York Edward Cabin trong ngày 14 tháng 9 cho biết rằng không có mối đe dọa đáng tin cậy nào đối với Liên Hiệp Quốc hoặc là thành phố trước cuộc họp thường niên của các nhà lãnh đạo thế giới tại Hội đồng Liên Hiệp Quốc. Theo người đứng đầu của văn phòng cơ quan mật vụ New York, Patrick Franny, bắt đầu từ ngày 19 tháng 9, 151 nhà lãnh đạo trên toàn thế giới cùng với các bộ trưởng ngoại giao và vô số thành viên của các phái đoàn quốc gia dự trù sẽ tham dự sự kiện này. Trong số các nhà lãnh đạo thế giới tham dự cuộc họp sẽ có Tổng thống Ukraine, ông Zelensky, người dự trù sẽ gặp Tổng thống Hoa Kỳ Joe Biden. Hãng NBC đưa tin trong ngày thứ Năm, dẫn lời của một quan chức cấp cao của Ukraine. NYPD cho biết người dân New York nên mong đợi an ninh được thắt chặt, bao gồm một số đường bị đóng và các trạm kiểm soát trong khu vực xung quanh tòa nhà Liên Hiệp Quốc. Người đàn ông Lebanon đau buồn vì mất anh trai và gia đình ở trong lũ lụt ở Libya. Mohamed Seria, người Palestine, hôm thứ Năm 14 tháng 9 đã nhận lời chia buồn tại thành phố Sidon, phía nam của Lebanon, về cái chết của ông anh trai và các thành viên gia đình thiệt mạng trong lũ lụt ở Libya. Mohamed đã kể lại việc anh trai Saleh Sarias rời Lebanon khoảng 3 thập kỷ trước để tìm kiếm một cuộc sống tốt hơn ở Libya, chỉ để chết giữa hàng ngàn người trong thảm họa thiên nhiên tồi tệ nhất trong lịch sử hiện đại của đất nước. Saleh đã đến thăm gia đình ở Lebanon và trại Yen Il Hewat của người Palestine, thường xuyên miễn là ở tình hình cả hai nước cho phép. Mohamed nói nhưng chuyến thăm cuối cùng của ông tới Lebanon là vào năm 2006. Tuy nhiên thì con trai ông là Ramin đã trở lại Lebanon cách đây vài năm và hiện đang để tang sau cơn bão mạnh và lượng mưa lớn đổ bộ vào Libya. Theo như Mohamed thì Saleh, vợ ông và hai con gái của họ từng sống ở thành phố phía đông của Derna và họ đã bị thiệt mạng, chết đuối sau vụ vỡ đập, ông đã được thông báo. Hoa Kỳ có thể được cho tiếp cận thêm nhiều căn cứ ở Philippines. Quân đội Hoa Kỳ có thể được cho là tiếp cận thêm nhiều căn cứ hơn ở Philippines theo như thỏa thuận phòng thủ chung giữa hai nước. Đó là lời người đứng đầu Bộ Chỉ huy Ấn Độ Dương-Thái Bình Dương của Hoa Kỳ vào hôm ngày 14 tháng 9 cho biết, sau khi họp với các lực lượng lãnh đạo vũ trang Philippines. Trung Quốc có thể sẽ có phản ứng tiêu cực. Vào hồi đầu năm nay, Bắc Kinh đã cáo buộc Washington thổi bùng ngọn lửa khi Philippines tăng số lượng căn cứ mà quân đội Hoa Kỳ có thể tiếp cận lên 9 căn cứ. 4 căn cứ bổ sung được phê duyệt nằm gần các tâm điểm khả dĩ đối với Trung Quốc, vì 3 trong số này nhìn về hướng Bắc về phía của Đài Loan và một căn cứ nằm gần với quần đảo Trường Sa ở Biển Đông, nơi mà Manila và Bắc Kinh mới đây đã va chạm xung quanh một bãi san hô tranh chấp. Đô đốc Hoa Kỳ John Aquilino cho biết, ông và tư lệnh quân đội Philippines Trung tướng Romeo Bronner đã thảo luận về gia tăng hơn nữa số căn cứ mà quân đội có thể tiếp cận theo Thỏa thuận Hợp tác Quốc phòng Tăng cường EDCA và đã đưa đề nghị lên các nhà lãnh đạo hai nước. Thủ tướng Việt Nam công du Trung Quốc ngày sau chuyến thăm của Tổng thống Hoa Kỳ. Thủ tướng Việt Nam là Phạm Minh Chính sẽ công du Trung Quốc không lâu sau khi Tổng thống Hoa Kỳ là Joe Biden thăm Việt Nam và nâng cấp quan hệ giữa Hoa Kỳ và Việt Nam lên mức cao nhất giữa lúc cạnh tranh giữa các Washington và Bắc Kinh ngày càng gay gắt. Tổng thống Biden kết thúc chuyến thăm Hà Nội hôm 11 tháng 9 sau khi gặp mặt các tứ trụ của lãnh đạo Việt Nam, trong đó có ông Chính. Ông Biden đã cùng người đứng đầu Đảng Cộng sản Việt Nam là Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng tuyên bố đưa quan hệ hai nước lên thành đối tác chiến lược toàn diện, mức quan hệ ngoại giao mà Việt Nam trước đó có với 4 nước trong đó có Trung Quốc. Người phát ngôn của Bộ Ngoại giao Phạm Thu Hằng hôm 14 tháng 9 cho biết rằng ông Chính sẽ công du Trung Quốc từ 16 tới 17 tháng này theo như lời mời của chính phủ Bắc Kinh. Theo như truyền thông của Việt Nam thì các báo trong nước đồng loạt đưa tin rằng Thủ tướng Chính sẽ tham dự hội chợ Trung Quốc ASEAN, gọi tắt là CAE Expo, và hội nghị thượng đỉnh thương mại đầu tiên của Trung Quốc ASEAN là CABIS tại thành phố Nam Ninh ở tỉnh Quảng Tây như những hoạt động chính của ông khi tới Trung Quốc. USCIRF hoan nghênh việc ông Nguyễn Bắc Truyển được phóng thích. Ủy hội Tự do Tôn giáo Quốc tế Hoa Kỳ USCIRF hoan nghênh việc chính quyền Việt Nam phóng thích ông Nguyễn Bắc Truyển, một Phật tử hòa hảo, một người ủng hộ tự do tôn giáo và là người bảo vệ cho nhân quyền. Phó Chủ tịch của Hiệp hội Frederick A. Devi đã nói trong một thông cáo vào hôm ngày 12 tháng 9 rằng thật vui mừng khi ông Nguyễn Bắc Truyển được trả tự do, người đã phải chịu hơn 6 năm tù oan. Nhà hoạt động Nguyễn Bắc Truyển, người được
USCIRF đưa vào danh sách tù nhân lương tâm tôn giáo, được chính quyền Việt Nam thả vào hôm ngày 8 tháng 9 nhưng buộc phải sống lưu vong tại nước Đức, hai ngày trước khi Tổng thống Hoa Kỳ Joe Biden đến thăm Hà Nội. USCIRF chân thành cảm ơn Bộ Ngoại giao Hoa Kỳ và chính phủ Đức vì những nỗ lực của họ trong việc tạo điều kiện cho ông Nguyễn Bắc Truyển được thả ra và an toàn. Hiệp hội này viết trên trang X, trước đây là trang Twitter. Trong thông cáo gửi cho VOA sau khi vợ chồng của ông Truyển đến Berlin, Hiệp hội dẫn lời của ủy viên Yurik Yolen đã nói rằng, chúng tôi tiếp tục kêu gọi chính phủ Việt Nam trả tự do cho tất cả các tù nhân lương tâm tôn giáo còn lại vẫn đang bị giam giữ, đồng thời ngừng nhắm vào những người ủng hộ tự do tôn giáo và các tín đồ. Bộ Ngoại giao của Hoa Kỳ, Bộ Ngoại giao của Đức và Bộ Ngoại giao của Việt Nam vẫn chưa phản hồi ngay yêu cầu bình luận của VOA. Bão Idalia đã thổi bay chim hồng hạc vào Texas trong chuyến thăm hiếm hoi. Vào đầu tháng 9, thì những người nuôi chim Mike Williams và Sean Chaney đã trúng số độc đắc bất ngờ. Họ phát hiện ra 5 chú hồng hạc Mỹ trên bán đảo Bolivar, Galveston, Texas. Theo như cơ sở dữ liệu trực tuyến của eBird, đây là lần đầu tiên mà người ta nhìn thấy loài hồng hạc Hoa Kỳ ở Galveston sau 15 năm. Williams nói, ngay khi chúng tôi bước ra ngoài họ đã ở đó, họ đã ở ngay trước mặt chúng tôi. Trên thực tế thì tôi nghĩ bất kỳ ai chúng tôi có quan điểm gần nhất. Chúng tôi đã rất may mắn, theo như giám đốc điều hành của Florida Audubon Julie Grimel, phần cực bắc của phạm vi phân bố của loài hồng hạc. Hoa Kỳ trước đây bao gồm Nam Florida, nhưng đến năm 1900 thì loài này gần như tuyệt chủng tại Hoa Kỳ. Grimel cho biết là giống như nhiều loài chim lội nước có bộ lông quyến rũ, chúng bị ngược đãi vì sử dụng lông vũ để làm thời trang vào cuối những năm 1800. Và đến năm 1900 thì chúng đã bị tuyệt chủng khỏi Florida vì nơi sinh sản của chúng. Grimel cho biết là cơn bão Idalia đã chuyển hướng một số loài hồng hạc Hoa Kỳ có khả năng bay giữa phạm vi bản địa của chúng ở Cuba và bán đảo Yucatan ở Mexico sau khi cơn bão cấp 4 đổ bộ vào Florida vào ngày 30 tháng 8. Chim hồng hạc Hoa Kỳ đã được nhìn thấy ở Florida, xa về phía bắc như Ohio và Pennsylvania và về phía tây ở Texas. Và đến đây chúng tôi xin tạm dừng chương trình tin tức tổng hợp buổi trưa cùng với đài trình IVC TV. Xin cảm ơn tất cả quý vị đã đón xem trong giờ phút vừa qua. Xin gửi lời cảm ơn đến với tất cả các cơ sở thương mại đã bảo trợ chương trình tin tức của đài. Đặc biệt hơn với sự đồng hành của IVC Home Shopping với rất nhiều những sản phẩm dược thảo uy tín và chất lượng, cùng với rất nhiều những chương trình sale promotion thật đặc biệt và ý nghĩa qua số phone 7148925717, shopping online 24/24 tại trang nhà ibchomeshopping.com. Vâng, và cũng xin đặc biệt gửi lời cảm ơn tới nhà bảo trợ BNT Insurance. BNT Insurance là một đại lý bảo hiểm cung cấp tất cả những hình thức bảo hiểm về xe, nhà, nhân thọ, cơ sở thương mại bảo hiểm sức khỏe. BNT Insurance là một đội ngũ tận tâm, uy tín và chuyên nghiệp, cam kết sẽ mang lại cho quý vị những giá trị và lợi ích tốt nhất về bảo hiểm. Với hơn 10 năm kinh nghiệm thì BNT Insurance đại diện rất nhiều những hãng bảo hiểm danh tiếng và cung cấp bảo hiểm cho các tiểu bang California, Texas, Nevada, Florida. BNT Insurance có 3 trụ sở chính tại Boca Avenue, Westminster, California. Số phone là 714-531-3100. Trụ sở thứ 2 tại Gavi Avenue, Rosemith, California. Số phone là 626-999-5865. Trụ sở thứ 3 tại Valley Boulevard, San Gabriel, California. Số phone là 626-570-0342. Hiện tại thì thị trường bảo hiểm đang rất biến động và giá cả leo thang rất nhiều. Có nhiều khách thì bị non-renew insurance. Xin quý vị hãy đừng ngần ngại gọi ngay cho BNT Insurance để được tư vấn hoàn toàn miễn phí và save tiền trong những chương trình bảo hiểm của mình. Minh Đăng và Trang Lương xin cảm ơn quý vị rất nhiều đã theo dõi chương trình và xin kính chúc quý vị một ngày thật vô lượng an lạc.